Hello cả nhà nhé. Thì một trong những cái nguyên nhân mà hay gây hỏng cho các đồ nhận bãi là sự cắm nhầm điện của quý khách người dùng hoặc là các bạn bè đến chơi nhà. Đấy, thì bên mình bán ra rất nhiều trường hợp xảy ra những trường hợp như vậy các bạn nhé. Thì nhiều khi là chính gia chủ không cắm nhưng mà cho đi mượn hoặc là bạn bè đấy, không biết đến chơi, hoặc là những câu chuyện rất là bình thường, mày cắm hộ cho bạn ăn nồi cơm hay cắm cho bác ăn nồi cơm thì anh cái tạch một cái đấy. Và nhiều khi cũng do nguyên nhân là do hệ thống điện trong gia đình của các bạn bị chập điện hoặc là sét đánh thì sẽ gây ra hiện tượng là bị lổ cái IC, cái phần thiết bị điện ở trong bề mặt này anh em nhé. Thì nhiều trường hợp các bác cứ khẳng định là bác không cắm đâu, nhà bác dùng đồ điện thường xuyên rồi là không bao giờ chuyển, nhưng mà cái đấy thì em cũng không biết được, bởi vì thực tế cái đồ điện tử thì nó không có giấu được. Đấy, thực tế thì mình sẽ nhìn ở phần vi mạch điều khiển này, có thể mình không cắm nhưng mà người khác cắm, thì nếu mà xảy ra các trường hợp đấy thì anh em cứ tháo cái phần bị nguồn ra. Thì tất cả các dòng đồ hàng nhật bãi thì cái nguyên lý hoạt động của mạch bao giờ đầu tiên nó sẽ qua một lớp bảo vệ lần đầu tiên trước, nó có thể là một cầu chì, hai cầu chì. Thì đầu tiên bao giờ nó hay nổ cái coi là gọi con bộ gọi là con túc cũng được, lô nha. Mình thì không phải chuyên đồ điện tử, mình chỉ là gọi là không nhiều thì quen thôi, nhưng gọi con này là con tụ chống điện áp cao hay tụ chống xét các bạn nhé, chuyên ngành của chúng ta thì nó sẽ nổ này ra. Nhiều con nó nổ xịt khói trắng tinh cơ, nó khét nẹt lên cơ. Có những con thì nó lại có mùi khác, nhưng đa số là có mùi khét và có khói trắng bốc ra nhé, thì là do bị điện áp cao. Đấy, thì nhiều khi các sản phẩm gửi về bên em ấy thì bên em tháo ra kiểm tra chụp ảnh cho người ta, đây nó lỗ này là chắc chắn là bị điện áp cao. Thì nguyên nhân nó có thể là do cắm nhầm điện thành 220V, do chập điện và do sét đánh. Thế còn cái nguyên nhân như nào thì em không thể biết được thực tế của nhà các bác như nào. Đấy, ví dụ em nhận hàng em sẽ báo tình trạng như thế này cho anh em các bác nhé. Nên là nhiều khi là em cũng bán nhiều, gặp trường hợp lúc đầu thì cũng bảo là không chấm điện đâu. Thế nhưng mà khi mà check lại camera gia đình thì đúng là người khác cắm, nên là anh em có thể tự tháo ra ở nhà kiểm tra trước các bạn nhé, cho nó khách quan. Đây con này của tủ rất là cao. Đấy. Thì một số con nó hệ thống cầu chì, 2-3 cầu chì nữa để nó bảo vệ mạch các bạn nhé. Đấy, ok, thì cái video này mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm nhỏ để cho anh em biết các bạn nhé. Ok, chào các bạn ở những video sau.